Ngày 17 tháng 3, Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh tổ chức lễ thông xe kỹ thuật cầu An Phước, kết nối các xã cánh Tây của thị xã Trảng Bàng với phường An Hòa và trung tâm đô thị Trảng Bàng. Đến dự có ông Nguyễn Mạnh Hùng, Phó Bí thư tỉnh ủy, bà Nguyễn Đài Thi, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, ông Dương Văn Thắng, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, bà Hoàng Thị Thanh Thúy, Phó trưởng đoàn chuyên trách đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, lãnh đạo các sở ban ngành tỉnh và thị xã Trảng Bàng. Cầu An Phước là công trình có ý nghĩa kết nối giao thông quan trọng, rút ngắn khoảng cách tạo điều kiện thuận lợi cho việc đi lại, vận chuyển hàng nông sản, hàng hóa, giúp học sinh trong vùng thuận tiện đến trường. Cầu An Phước chính thức thông xe sẽ giúp hai xã cánh Tây của thị xã Trảng Bàng có thêm nhiều cơ hội để phát triển kinh tế xã hội trong thời gian tới đây. Phát biểu tại buổi lễ, ông Nguyễn Tấn Tài, giám đốc Sở Giao thông Vận tải cho biết, cầu An Phước có tổng chiều dài 453 m với 11 nhịp, bề rộng mặt cầu là 12 m, bao gồm phần xe chạy 11 m. Trong đó, nhịp thông thuyền rộng 80 m công trình được thi công bằng công nghệ hiện đại, đúc hẳn cân bằng, có tổng mức đầu tư hơn 399 tỷ đồng, giá trị trúng thầu xây lắp hơn 276 tỷ đồng. Nhà thầu thi công xây lắp là liên danh công ty cổ phần tập đoàn CNCO 4, công ty cổ phần 479 Hòa Bình và công ty cổ phần Hải Đăng. Công trình được khởi công vào tháng 7 năm 2019, thi công trong điều kiện phải thực hiện các biện pháp an toàn về phòng chống dịch COVID-19, nên đòi hỏi sự nỗ lực quyết tâm cao của đơn vị thi công, tư vấn, giám sát và quản lý dự án. Trong quá trình thực hiện, dự án đã nhận được sự phối hợp chặt chẽ kịp thời của lãnh đạo thị xã Trảng Bàng cũng như các xã phường địa phương, sự quan tâm của các sở ban ngành tỉnh, đặc biệt là sự ủng hộ của người dân trong khu vực. Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Dương Văn Thắng nhấn mạnh một trong những giải pháp góp phần thúc đẩy kinh tế xã hội phát triển nhanh, bền vững là sự đột phá về kết cấu hạ tầng, nhất là hạ tầng giao thông. Đây chính là một trong những nhiệm vụ trọng tâm đã được đề ra tại Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Tây Ninh lần thứ 11, nhiệm kỳ 2020-2025. Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh cho biết, trong thời gian tới, tỉnh sẽ tiếp tục đầu tư nhiều dự án, đặc biệt là các dự án giao thông trọng điểm trên địa bàn thị xã Trảng Bàng như đường liên tuyến N8 787B, 789, đường cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh một bài, dự án đường Hồ Chí Minh Cảng Hưng Thuận Lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh mong muốn người dân Trảng Bàng tiếp tục đồng hành ủng hộ chủ trương của nhà nước trong công tác giải phóng mặt bằng để các dự án sớm hoàn thành, góp phần phát triển kinh tế xã hội của thị xã, sớm trở thành thành phố trực thuộc tỉnh. Cũng tại buổi lễ, các đại biểu đã tổ chức các băng khánh thành chính thức đưa cầu An Phước vào phục vụ người dân.